đây là phần tiếp theo hôm bữa của Yazet đó. Bây giờ mình sẽ review tới nó. Bây giờ cái con này nó có cái gì mà chủ xe rao bán cái giá là cỡ 120 mấy triệu, xác xe không đã là lúc mua đã 50 mấy triệu rồi. Các bạn coi cái biển số nè, số nó đều, nó đẹp mà nó rất là gì đó, 53X3 555, tứ quý năm luôn, tuyệt vời chưa. Thì chi phí dọn hết từ đầu đến cuối nguyên con full hết là nó cũng đã rơi vào khoảng 70 mấy triệu rồi. Nó đã 70 mấy triệu cộng với cái xác xe 50 mấy triệu nữa, 140 cho là 140 đi, thì bây giờ Dũng nó muốn bán 120 đó, 120 mấy đó, thì các bạn cứ liên hệ với Dũng xem coi là mình có hợp bực con xe này nha. Rồi ok, hôm nay mình sẽ review chi tiết phục online. Đã thấy quá nhiều và phục online mà là đối xứng á, là cặp phục đôi á, như là những con SH này nọ nè, thì lúc nào nó cũng show up, nó cũng show ra được nhiều hơn là những con Yazet hoặc là Exceter phục monoshock nó nằm trong này. Rất là khó thấy và bình dầu phải treo lên. Còn đây thì các bạn có thể thấy được có bao nhiêu cái vẻ đẹp của Olin là nó lộ ra hết nè. Cái phần nhựa đen còn mới tinh, chân phục mới tinh, bình dầu mới tinh, quá đã. Thì đã dọn zin là nguyên con rồi cho nên các bạn thấy rất là mới, mới cực kỳ luôn. Dò đạp Takegawa nè. Takegawa là một cái hãng đồ chơi của Nhật. Mình đã nói một lần rồi, đó là chuyên sản xuất đồ cho những con mini bike, những con hai thì. Mini bike ở đây có nghĩa là những con như là MSX nè, rồi Z125 nè, những con nhỏ, Moto Mini nè, Monkey nọ đó. Thì là quay rim là bên đây, bên Nhật người ta cũng làm, ship về. Tuyệt vời chưa? Và giá thành nó không hề rẻ đâu nha, rất là nhiều. Rồi cái niền Excel này nè, đó, Excel rim, cái chữ màu đỏ này thôi á là nó mắc hơn những cái bản thường. Lúc mà mua á, là thằng Dũng nó mua tới 9 triệu mấy lận. Đã, nó mua hồi năm ngoái rồi. Nó mua cái thời mà cái giá đang ở trên đỉnh rồi. Bây giờ thì theo Vinh được biết, Vinh hỏi anh em thì nó chỉ còn khoảng 7 triệu mấy thôi. Thì đồ chơi từng lúc á, nó sẽ khác. Giống như là Forest có hồi kỳ nó lên 10 mấy triệu, bây giờ thì rẻ xuống rồi. Lúc nào hot thì thị trường cái giá người ta sẽ đạp lên. Tại vì từng lúc cái món hàng đó nó có sự hiếm, nếu có ít hàng thì bắt buộc giá thành nó phải cao hơn ha. Thì cặp mâm này, cặp mâm thì cái cặp bánh này thôi thì cũng 10 mấy triệu rồi bạn. Niền thôi 9 triệu mấy rồi. Vô căm đùm rồi lốp. Đó, đinh lốp T900 thì phải. Đinh lốp. Đó, đẹp cực. Rồi cái màu phối, màu đỏ này mình rất là ưng, tại vì mình rất là hợp màu đỏ mấy bạn. Nhìn tổng thể đó thì các bạn thấy được là full up titan rồi. À, full up titan. Nhưng mà bên trong này nè là có những cái lông đền màu đỏ. Đó, nhìn rất là sinh động. Nè, qua đây quay cho anh em coi nè. Thì mấy cái này dễ thôi, nhiều chợ bán nhiều, ai cũng bán, đa số anh em ai cũng bán. Nhưng mà điểm vào cái tổng thể thì nó rất là hài hòa, rất là đẹp. Đây cũng là một con mà gọi là những cái xe mà nó có cái hoài niệm. Người lớn tuy là họ không có rành về xe hai máy, xe hai bánh, rồi xe máy độ cái thứ luôn, nhưng mà nhìn họ nhìn rim thì họ sẽ đánh giá là đẹp hay xấu theo con mắt của họ. Tuy là lên nhiều đồ chơi gì mình không biết, nhưng mà chỉ cần một con xe rim chạy qua là họ nhìn, tại vì có thể đó từng là ước mơ của họ, đó từng là kỷ niệm, từng là tuổi thơ nữa bạn. Còn xe rim mà nhắc tới xe rim Honda là ai cũng biết hết, hầu như là ai cũng biết hết về dòng xe rim này. Cái hoài niệm của nó rất là nhiều, cho nên bây giờ giới trẻ, giới chơi xe của anh em mình bắt đầu quay lại cái trend dọn lại rim. Tuy là đã chơi nhiều năm rồi, nhưng mà từ năm ngoái, từ cuối năm ngoái tới năm nay thì rim thực sự là hot lại, các bạn có đồng ý với bên không? Thấy rất là nhiều. Và các lò độ bây giờ cũng nâng cấp rất là nhiều, tìm được những cái đồ cực mới, cực đẹp và cái chất lượng cũng cực kỳ cao luôn. Và cái thẩm mỹ của anh em chơi xe và những anh em độ xe ở Việt Nam mình càng ngày nó càng thẩm mỹ. Tuy là những cái điểm nhỏ thôi, nhưng mà tiền không đó nha, không phải đơn giản đâu nha. Rồi máy này thì cũng zin giọt thôi, không làm gì hết á. Đó, Vinh ngồi lên cũng cái năm của Vinh thì không có hot rim. Cái năm của Vinh là hot xe mát,
xe mát với lại quay thái, chứ rim thì cũng ít lắm các bạn. Sau này thì thấy mấy con này độ lên nó thấy rất là lạ, tem nè, rồi vàng áo, rồi phục con liền. Hồi xưa không có mấy cái đó, hồi xưa không có mấy cái đồ chơi, không ốc titan hay gì đâu. Sau này thì mọi thứ nó phát triển rồi, anh em mình chơi sướng ghê. Lát nữa mình chạy thử cho anh em cảm nhận cái cảm giác lái thôi. Xe này thì rim lùn cho nên chạy được có năm mấy km trên giờ, không có chạy nhanh được, lai ra lai rai thôi. Chạy được cái phong cách rồi cái cảm giác nó như thế nào ha, nó nổi ghê, nguyên con màu đỏ luôn, quá nổi. Rồi ok, anh em coi cinematic ha. Rồi nó sẽ đổi GoPro mình quay cho anh em coi. Thực sự là cái màu đỏ này nổi lắm, và cái độ mới, cái sự ken của nó là cái mà đập vào mắt người đi đường. Những người chơi thì người ta lại thích những cái sự sạch sẽ, xe lúc nào cũng phải ken, không có chảy xước, thì cái đó là nhìn vô con xe là mình biết được là người ta yêu quý xe như thế nào. Rồi xe có bán nha anh em cứ liên hệ với lại Dũng nha, Facebook là Mạnh Dũng. Thì cái chìa khóa này cũng mà chấm trộn luôn á. Ok, gà ghê, tại mình làm biến hỏi Dũng quá, nó chạy luôn. Xe này chạy được có năm mấy km trên giờ à, cho nên bên chạy lai ra tà kiếm công. Dễ thương quá ha, kiểu như là giờ nè các bạn sẽ đi chợ nè, bỏ đồ ăn vô đây nè, máy nhẹ mà đâu cần phải mạnh đâu, mấy xe này chạy nhanh thì chạy nhanh sẽ độ kiểu khác, độ kiểu làm máy, độ kiểu 1465 đồ. Để mấy hôm nữa bên lấy con Future hay là con nào giữ qua bên gõ, em mua 1465 cùng qua bên gõ ai đồ của các bạn thử coi sao. Còn 1465 giờ còn dám đua xe chứ, 1465 giờ chuyển qua bán quần áo rồi, đâu có đua xe đâu bạn, đua xe hơi không à. Đó, khu mà phải nói là sao, Vinh ở bên đây 2 năm hả, một năm hơn ha, năm hơn gần 2 năm ở bên quận 4 này, thì cũng đã có rất là nhiều vlog được quay ở đây rồi, cho nên anh em coi thì chắc chắn là anh em sẽ hoài niệm đó, nhớ là kỷ niệm xưa với Vinh đó. Không, giờ ra quán này là quán anh Sáu nè. Các bạn có ăn nhậu ở ngoài này thì có muốn có kiểu như là có tiện á thì ủng hộ Vinh nha. Đó bạn nhìn chạy từ đó, từ Tôn Đản bạn vào phải ra bạn thấy được tiệm anh Sáu. Đó, quán ăn anh Sáu là của chị Hai Vinh và Vinh. Anh chị Hai với Vinh với lại vợ chồng Vinh. Đó, anh em nhớ ủng hộ nha, bán bồng hương. Xe nhẹ hà quá bạn, đã lắm. Kiểu chạy xe này đúng kiểu chiêu siêu luôn á, không có nặng nề, không có ồn ào, không có mệt. Chạy kiểu thư giãn á, thích hợp để đi học đi làm mỗi ngày nè. Kẹt xe cũng chả sao tại vì xe nhẹ quá, ai chen lớn thì cứ chen, còn mình thì cứ tà vậy đó, vừa đủ rồi. Đồ chơi cũng dữ à, dừng đèn đỏ là cái anh em dân chơi nhìn cái biết liền xe này là có gì liền á, đừng giỡn nha. Rim là nó có một cái nét đẹp trường tồn. Mấy chú xe ôm xưa cũng đi rim ha, rồi xưa nữa là chỉ có đại gia thôi, mua bằng cây vàng. Rồi bây giờ hiện đại thì các bạn đã đem đi độ đó, nó là một cái vòng lặp các bạn. Thì dạo gần đây các bạn thấy là bắt đầu rộ lên lại, hot lên lại, bắt đầu là cái nắp 300 nè, rim nè, rất là nhiều loại xe mà hồi xưa bây giờ lại hot. SH 300 như xăng cơ bắt đầu anh em cũng chơi lại nữa. Hôm nào mình sẽ tìm những cái chiếc xe độ, xe nhỏ độ để quay cho anh em coi nha. Mình quay mô tô riết rồi quanh đi quẩn lại cũng có như đó chiếc à. Còn xe nhỏ là mua vàng luôn, rất là nhiều luôn. Biết bao nhiêu anh em chơi hả, mỗi anh em có một phong cách riêng nữa, cho nên mình sẽ quay cho anh em coi. Cũng là một chiếc rim, cũng là một chiếc da dép đó mà có rất là nhiều người dọn theo những phong cách riêng của họ, cho nên Vinh nghĩ là sẽ là một cái món ăn mới
cho các bạn đã ủng hộ mình từ xưa tới nay. Còn đi dạo bằng ít ít đó là vẫn là một cái gì đó rất là riêng của mình rồi ha. Mình sẽ sắp xếp thời gian để mình cố gắng thụ hàng cho biết xíu. Rồi, ở đây nó hiện lên top ghi là số 5 mình nè, cái số 4 mình nè, là số số trên đỉnh rồi, là hết số rồi. Còn N là số mo sẽ hiện đây. Quận Tư bây giờ chung cư không? Dạo phố bên biết là các bạn có thích coi lắm. Ủa, không cho mượn trái hả? Đoàn Văn Bơ không cho mượn trái, không cho mượn phải hả? Nhìn vào đây được không? Nay được mà đúng không? Ừ. Ủa, nay không được luôn hả? Nói, không được thôi. Nay quẹo. Lê Quốc Hưng. Nó bị thích cô đó. Rất là may mắn là bây giờ hả, bây giờ dịch nó cũng ổn ổn rồi. Mình đi ra ngoài mình quay, mình đứng trên lề mình quay cũng đỡ bị ý. Chứ xưa dịch á, mình đứng mình làm này làm kia á, người ta cũng hay đuổi lắm, người ta không cho tụ tập. Cho nên cái đợt đó cũng ngại mà đi quay bị lóc lắm. Giờ thì cũng ok rồi, mọi thứ nó cũng yên bình rồi. Bạn nhớ giữ sức khỏe nha, cũng được đi nha. Nhớ đeo khẩu trang liên tục đó, rửa tay liên tục nha. Ui, rồi số 3 hả? Phải không? Chắc vậy. Bản biển ngoại giao mà nhìn có vẻ nó không có được sắc nét nhiều, chắc là G số 3 đời cũ, G số 2. Có G số 2 không vậy? Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Vinh từ bữa tới giờ. Vinh biết là dạo này cái lượt view của Vinh nó không được nhiều như hồi xưa nữa. Không hiểu sao, chắc là Vinh còn thiếu sót cái gì đó. Các bạn hãy comment bên dưới để các bạn góp ý cho Vinh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tại vì Vinh làm để các bạn coi, cho nên các bạn phải góp ý cho Vinh nha. Rất là quý và cảm ơn các bạn luôn theo dõi. Cho dù là Vinh có làm chán hay Vinh có làm gì nữa, các bạn vẫn luôn share, các bạn luôn ủng hộ, là cái đó là cái mà Vinh rất quý nhất có thể luôn á. Thiệt á, không biết phải cảm ơn các bạn như thế nào. Cho nên các bạn hãy tham gia vào những cái group và những cái Facebook của Vinh, trên cái fanpage của Vinh, để mà Vinh có tặng giveaway, tặng quà cho các bạn á. Các bạn biết được là Vinh đang làm event để mà các bạn tham gia những quà nha. Mọi cái thông tin mà Vinh Fan Gaming hoặc là những cái liên quan tới cái kênh cá nhân của Vinh á, Vinh đều để cái phần miêu tả của video, các bạn ấn dưới cái video là bạn thấy được những cái link rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ghê chưa?